Tuấn Quang Biên Linh Trịnh và Minh Đăng cùng với ban tin tức của đài truyền IBC TV. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã đón xem phần bảo trợ thương mại vừa qua. Phần 2 tiếp nối với bản tin từ Trung Quốc. Cơ cấu tiêu dùng tối ưu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc vào năm 2023. Trung Quốc đã kết thúc năm vừa qua với quy mô tiêu dùng kỷ lục và sự tối ưu hóa cơ cấu nhanh chóng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Vào hồi năm ngoái, tổng doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng đã tăng 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 47.000 nhân dân tệ, tức là khoảng 6,6 ngàn tỷ đô la, đạt đỉnh cao lịch sử và hướng tới sự phát triển chất lượng cao. Trong lĩnh vực online, việc ứng dụng các công nghệ mới như là dữ liệu lớn, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo đã được đẩy nhanh, cùng với các xu hướng tiêu dùng mới nổi như là thương mại điện tử phát trực tiếp và bán lẻ, tức là đang phát triển mạnh. Vào năm vừa qua 2023, doanh số bán lẻ hàng hóa vật chất online đã ghi nhận mức tăng trưởng hàng năm là 8,4%. Trong khi lĩnh vực ngoại tuyến, hoạt động tiêu dùng thử nghiệm như khu mua sắm theo chủ đề hay các ngôi chợ ẩm thực ban đêm đang phát triển mạnh mẽ, làm nảy sinh nhu cầu tiêu dùng đa dạng. Vào hồi năm ngoái, doanh thu dịch vụ ăn uống của Trung Quốc lần đầu tiên vượt ngưỡng 5.000 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 702 tỷ đô la. Doanh số bán lẻ hàng hóa tại các trung tâm mua sắm lớn đạt mức tăng trưởng hai con số so với cùng kỳ năm ngoái. Khói bốc lên từ dải Gaza vào ngày chiến tranh thứ 107. Theo các quan chức y tế của dải Gaza, khói bốc lên từ Gaza vào hôm Chủ nhật ngày 21 tháng 1 vừa qua có thể nhìn thấy từ miền nam của Israel, khi số người chết trên lãnh thổ kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 10 đã vượt qua 25.000 người. Lực lượng Israel và các chiến binh Hamas đã đụng độ ở một số nơi, từ Jabalia ở phía bắc đến Khan Yunis ở phía nam, tâm điểm của các hoạt động gần đây của Israel. Israel cho biết quân đội của họ đã giải phóng phần lớn mạng lưới quân sự của Hamas ở phía bắc của dải Gaza và hơn 1 triệu cư dân ở khu vực này đã di chuyển về phía nam để chạy trốn các cuộc oanh tạc. Tuy nhiên, giao tranh vẫn tiếp diễn ở trại tị nạn Jabalia và các khu vực khác xung quanh thành phố Gaza. Bản tin từ nước Anh, máy bay không thể hạ cánh xuống phi trường London khi cơn bão Isa tấn công Vương quốc Anh. Hình ảnh từ đoạn phim cho thấy máy bay đã không thể hạ cánh xuống phi trường Heathrow ở London khi cơn bão Isa đổ bộ vào nước Anh vào chiều ngày Chủ nhật 21 tháng 1. Video cho thấy một số máy bay đã từ bỏ nỗ lực hạ cánh, trong đó có một máy bay của British Airways đã cất cánh trở lại sau khi không thể hạ cánh. Video quân đội Israel cho thấy các cuộc tấn công vào các vị trí của Hezbollah ở Lebanon. Đoạn video do quân đội Israel công bố vào hôm Chủ nhật cho thấy những gì họ cho là các cuộc tấn công vào các vị trí của Hezbollah ở Lebanon. Quân đội cho biết các cuộc tấn công nhắm vào các địa điểm, bao gồm một tòa nhà quân sự và trung tâm chỉ huy hoạt động của Hezbollah. Được biết, Hezbollah đã bắn qua biên giới phía nam Lebanon với lực lượng Israel để hỗ trợ đồng minh Hamas của người Palestine của nhóm dân quân ở dải Gaza. Tin tức liên quan đến Việt Nam, CBJ cho biết Việt Nam lọt vào top 5 quốc gia bỏ tù nhà báo nhiều nhất trên thế giới. Theo Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ, vào ngày 18 tháng 1 cho biết, có tới 19 nhà báo ở Việt Nam đã bị bỏ tù tính cho đến cuối năm vừa qua vì công việc của họ, khiến cho Việt Nam đứng thứ 5 trong nhóm quốc gia có số nhà báo bị giam cầm nhiều nhất trên thế giới. Trong bản trình mới nhất của tổ chức này có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ cho thấy, có tất cả 320 nhà báo trên thế giới bị ngồi tù tính cho đến ngày 1 tháng 12 năm 2023. Báo cáo gọi đây là xu hướng đáng lo ngại nhằm dập tắt những tiếng nói độc lập. Số nhà báo Việt Nam bị bỏ tù chỉ đứng sau các nước Trung Quốc, Myanmar, Belarus và Nga. Ở tại Việt Nam, 5 nhà báo gồm có Đoàn Kiên Giang, Trương Châu Hữu Danh, Nguyễn Phước Trung Bảo, Lê Thế Thắng và Nguyễn Thanh Nhã, thuộc nhóm độc lập viết báo trên Facebook có tên gọi là Báo Sạch, hiện không còn tồn tại, đã bị cấm hành nghề nhà báo trong 3 năm sau khi mãn hạn tù vì tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Peru kỷ niệm ngựa Paso bằng cuộc thi.
Cuộc thi tôn vinh ngựa Paso của Peru với hàng loạt màn trình diễn về loài ngựa Andean truyền thống vào ngày thứ Bảy ngày 20 tháng 1 vừa qua. Trong 3 ngày, có 330 con ngựa đã tham gia ở 3 hạng mục ngựa cái, ngựa giống và ngựa làm việc. Theo Charles Villacorta, Chủ tịch Hiệp hội những người chăn nuôi ngựa Paso Peru của Mala cho biết, ngựa Paso Peru được nhiều người coi là ngựa quốc gia của Peru, được lai tạo từ những con vật được người Tây Ban Nha và những người Âu Châu khác mang đến châu Mỹ. Ban đầu nó được lai tạo để những người quản lý hacienda cưỡi ngựa suốt cả ngày hoặc để những người chủ hacienda đi lại giữa các thung lũng dọc theo bờ biển sa mạc của Peru. Chương trình tin tức xin tạm dừng tại đây. Chúng tôi rất cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành. Xin gửi lời cảm ơn đến với tất cả các cơ sở thương mại đã bảo trợ chương trình tin tức của đài, đặc biệt sự đồng hành và bảo trợ của IBC Home Shopping. Mọi chi tiết về các gói sale promotion xin cảm ơn quý vị liên lạc đến số phone 7148925717, shopping online tại trang nhà ibchomeshopping.com. Vâng, Minh Đăng và Linh Trịnh xin trân trọng kính chào và kính chúc cho quý vị một ngày vô lượng an lạc.